Rin của nó ở bên Nhật Bản á, họ làm cái xe thư báo nha mọi người. Con xe này họ làm xe thư báo để chở báo rồi á. Đó, những cái con xe mà cúp 50 á, kể cả cúp 50 tròn hay là cúp 50 đèn vuông mà phun xăng điện tử là lúc nào cái lốc của nó màu đen nha mọi người. Đây, bên đây thì là cái cục máy của nó nha mọi người. Cục máy của FI là như vậy nha mọi người. Đây vùng đất đỏ Ba Gian này. Đó, vùng đất đỏ nha mọi người. Con này ở trên Tây Nguyên vùng đất đỏ nha mọi người. Đây, cái hơi của nó còn đẹp lắm, hơi ngoài nhìn đen xì, đen đều luôn, đẹp lắm, khá đẹp. Số đây. Số giấy tờ hải quan chính ngạch Gia Lai nha mọi người. Con xe này giấy tờ hải quan chính ngạch Gia Lai. Đó. Nhìn một cái con xe này về vậy chứ mà để xong xuôi giấy tờ mà sang tên toàn quốc thì nó quá trình đó. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe. Xin chào quý cô chú và anh chị đã và đang xem kênh Xế Cỏ Trường Vlog. Thì đầu tiên cho Trường Vlog xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe, hạnh phúc, thành công cuộc sống. Thì nếu mọi người thấy clip của em hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho em nhé. Chia sẻ về trang cá nhân để cho nhiều người biết về xe cổ tại Việt Nam cho mọi người. Thì hôm nay em cũng quay một con xe gọi là mình hay gọi là 81, 86 rồi đèn tròn đấy mọi người. Con này thì đời 2010 nhé mọi người. Này lên đời 2015, 2016 vẫn có. Nhưng đặc biệt cái con này phun xăng điện tử. Nếu mọi người đổ một bình xăng của con xe này thì thôi chắc đi ngút ngàn trời mây luôn. Cúp đi đã ít ăn xăng rồi mà gặp cái con phun xăng điện tử nữa thì thôi mọi người biết đi cỡ nào rồi. Nhưng mà cái điều con này chạy hơi yếu. Con này chỉ để đi uống cà phê thanh cảnh thôi nha mọi người. Chạy nó không mạnh. Xăng thì chắc chắn là ăn cực ít rồi. Riêng con cúp này xăng ăn cực ít rồi nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình vào trong cái con xe cúp này. Con xe cúp này thì được cái đồ khá là rin nha mọi người. Xe đồ đèn đồ khá là rin. Cái con cúp này rin của nó ở bên Nhật Bản á, họ làm cái xe thư báo nha mọi người. Con xe này họ làm xe thư báo để chở báo rồi á. Con xe này, con CD này, con MD đó là những cái con xe chở hàng nha mọi người. Đây là một trong những con xe mà được dùng thương mại tại Nhật Bản rất là nhiều nha mọi người. Đó. Thì xi nhan của nó theo đúng rin của con xe này á, thì dàn xi nhan này nó không có, hai bên xi nhan không có. Thì nó sẽ có dàn xi nhan ở dưới này. Đó, bây giờ có một cái đèn ở dưới đây. Xe này thì giấy tờ hải quan chính ngạch nha mọi người. Đó. Đèn rin là nó ở dưới này. Đó. Mọi người thấy chưa? Thấy nhìn cơ bản này, nhìn con xe nó cũng thấy cưng cưng ha mọi người ha. Nhìn cái phụ kiện linh kiện nó đi theo kèm nó thấy cũng vui mắt. Mình thấy này, mình thấy vui mắt. Đây về cái dàn đùm của con xe này. Xe này thì được chủ chạy khá nhiều nhưng mà hình như chủ cũng ít rửa sao rồi. Anh chủ đây là anh cũng nhiều xe lắm mọi người ạ. Xe nhiều cực kỳ, thành ra anh ấy cũng nhiều xe quá thì nghe không chăm sóc được con xe ấy, mọi người. Đó. Ví dụ người ta một hai chiếc xe thì người ta còn chăm sóc nhiều chứ mà nhiều quá không thời gian đó mọi người. Họ cũng dùng để đi nữa. Đây, bên này thì là cái cục máy của nó nha mọi người. Cục máy của FI là như vậy nha mọi người. Đây vùng đất đỏ Ba Gian này. Đó, vùng đất đỏ nha mọi người. Con này ở trên Tây Nguyên vùng đất đỏ nha mọi người. Đây, cái hơi của nó còn đẹp lắm, hơi ngoài nhìn đen xì, đen đều luôn, đẹp lắm, khá đẹp. Đó. Đây con này đời cao á thì cái bửng của nó sẽ như thế này này. Nó có hai cái cục này này. Đó, đây đời cao nha mọi người. Và cái lốc của nó mà phun xăng điện tử là lốc màu đen. Đó, những cái con xe mà cúp 50 á, kể cả cúp 50 tròn hay là cúp 50 đèn vuông mà phun xăng điện tử là lúc nào cái lốc của nó màu đen nha mọi người. Cái lốc này màu đen này mọi người nhìn vào phát người biết ngay là xe phun xăng điện tử không. Còn một số chỗ nữa để nhận biết xe phun xăng điện tử là mình sẽ chỉ cho mọi người. Còn lên trên đây là cái đầu đèn của nó nha mọi người. Hai cái này ý, mình nhớ không nhầm á, là để nó bắt cái kính nha mọi người. Cái kính chắn gió nha mọi người. Hai cái này bắt kính chắn gió. Đấy, tem vọng rồi vẫn còn đây nè mọi người. Đó. Con này thì so với bên Campuchia thì con này nó cũng bình thường thôi. Con này nó không phải cái dạng xuất sắc nhưng bên tại Campuchia con này rất nhiều. Nhưng mà người ta ít sử dụng xe này lắm. Tại Campuchia ít sử dụng xe này, họ chỉ thích xài xăng cơ thôi. Còn xăng phun xăng tử này họ không thích xài. Đó, tại Campuchia như vậy nha mọi người. Tùy cái thị trường, thị yếu sử dụng xe của mỗi nước nó khác nhau nha mọi người. Đây là cái tem của nó này. Đây, tem 3 số nha mọi người. Con này 3 số. Đó.
khóa này mình mở lên đấy, nó sáng này này, phun xăng điện tử nó có cái này này, mỗi lần mình mở lên nó sáng nhá, ở dưới đó nó phun xăng điện tử nha mọi người. Đây là đùm của nó đây, đùm xe này khá là được, nhưng sơ sơ cũng cơ bản nó cũng ổn. Bên này cũng thế này, bên này cũng còn khá là đẹp này. Đó. Đây có cặp kính là Made in Japan này mọi người. Đây cặp kính của nó thì là Made in Japan này, mọi người thấy chưa, có chữ Made in Japan chưa. Kính này mình thấy người ta bán lẻ đâu đó hình như mấy trăm, gần 1 triệu hay sao ấy. Cặp kính này này, mình nhớ không nhầm là như thế. Không biết chính xác ở Việt Nam hôm nay anh em bán bao nhiêu, không biết, như cặp kính này là mấy trăm, 1 triệu á. Xe này thì nguyên con nhập Nhật Bản về nha mọi người. Đây là cái dàn lốc của nó, lốc nó xuống đến cái bô đây. Bô thì đây nó, cái đời cao thì chắc chắn nó sẽ có cảng bô rồi, để cho mình đỡ phải bị chạm vào nóng á, mỗi lần chạy xe chạm vào nóng á. Mọi người đặc biệt nhá, riêng cái con xe này nhá, lúc nào cũng thế, cái cốp này lúc nào nó cũng xuống màu trước mấy cái màu ở trong sườn này. Cái cốp này lúc nào màu nó cũng phải xuống trước, bởi sơn nhựa, cái này sơn vào sắt này nhá, ăn lâu hơn hay sao. Cái miếng này lúc nào mình để ý rồi, chục con là cả chục con bị xuống đấy nhá mọi người. Rồi đây cái dàn máy sau đây, cái lốp nứt tắc lát rồi này. Đó, lốp nứt hết rồi. Ok mọi người. Đùm sau đây mọi người, dàn đùm sau đó. Phục viết rồi mọi người. Xe này thì mình thấy ở Việt Nam người ta rã món khá nhiều nha mọi người. Món khá nhiều. Còn đây là cái đèn xi nhan sau này mọi người. Nó cũng nổ theo thời gian rồi. Con này cái dàn xi nhan nó bị xuống rồi. Xuống nhiều hơn so với những cái con kia. Đó, còn đây là biển số của nó nha mọi người. Biển số đây. Biển số giấy tờ hải quan chính ngạch Gia Lai nha mọi người. Con xe này giấy tờ hải quan chính ngạch Gia Lai. Đó. Về còn phần bên đây là được cái chỗ này này, con xe này hai cái chỗ là cái chân trống đó. Chân trống nó giống con xe MD á mọi người. Đây, giống xe MD này. Đó. Này, to bự chà bá để thầu hàng mà, con này chuyên thầu hàng mọi người. Đó, nó bự vậy đó. Đây chân trống của nó này. Đây là cái lốc máy đen á, như mình đã nói với mọi người trước đó. Đây lốc cái máy đen này này. Đó, lốc máy đen nha mọi người. Còn trên đây thì là mình mở cái nắp cốp ra cho mọi người xem. Đây này nó giống mấy con đời cũ, nó cái báo xăng này, báo xăng ở dưới yên này nha mọi người. Đó, báo xăng dưới yên này. Đây thì là để mình lấy cái khóa, mình mở cái chỗ này ra xem nào. Nắp xăng đấy, cái con này nắp xăng đã chảy trụa hết rồi, nắp xăng chảy trụa rồi. Xe này có bán nha mọi người. Đó này, nắp xăng chảy trụa hết rồi này. Đó. Ok. Mọi người thấy về con xe này sao? Để mình xem nào. Đấy, nãy hôm bữa mình quay có con đời 202 mà nó cũng hít như thế này, con này nó cũng hít vậy đó. Đó. Đó mọi người. Rồi mấy cái này thì chà rồi, mình nhìn mình biết chà đánh bóng rồi, poly rồi nha mọi người. Con này cái này chà rồi này. Đó, bóng rồi, nhưng mà cơ bản thì các bạn biết đấy, con xe này nhập về Việt Nam rất khó, nên thế nhập được nó về đó là một cả một câu chuyện cho mọi người. Khó khăn lắm, không phải đơn giản đâu. Thì đấy, mọi người nhìn một cái con xe này về vậy chứ mà để xong xuôi giấy tờ mà sang tên toàn quốc thì nó quá trình đó. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe. Nổ máy nghe sơ sơ, con này máy nó chắc cũng êm lắm mọi người. Đó, đạp nhẹ cái nổ rồi. Máy êm lắm, êm ru à. Ừ. Máy nó nổ sướng. Cái này ganti to đấy, nhưng mà để ganti nhỏ các bạn nhiều khi dừng đèn đỏ các bạn không biết xe nó nổ hay không đâu. Cái phun xăng điện tử á, là cái bét phun nó phun vào đều, thành ra cái máy nó ổn định đó, nên dừng ở đèn xe đỏ đôi khi không biết nó đang nổ máy, phải dìn ga lên xe nó nổ máy không. Cái này mình cho các bạn nghe tiếng máy này. Tiếng máy của con xe mọi người, mình nổ sơ sơ cho mọi người nghe về con xe này thế cho vui. Thì đó mọi người, thì mình còn quay rất nhiều xe mọi người, sau kia còn rất nhiều xe kìa. Đó
sau đó một đống xe nữa, chắc phải mười mấy chiếc nữa, mình sẽ ra mười mấy clip luôn về từng chiếc xe một cho mọi người. Thì bây giờ mọi người nếu thấy clip hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho mình để mình có động lực thật nhiều, làm những video thật hay về xe cổ cho mọi người xem. Mọi người nhớ chia sẻ nhé, chia sẻ về trang cá nhân, đấy là động lực thật lớn để cho mình làm video cho mọi người chia sẻ về để cho cộng đồng người chơi xe biết nhiều hơn về xe cổ cho mọi người. Mình cảm ơn chân thành tất cả mọi người đã theo dõi và chia sẻ cho mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau.